Này con kia, mày đừng có mà tưởng như thế là tao sẽ tha cho mày nhá. Hôm nay tao phải dạy dỗ mày cho mày chừa cái thói cướp chồng người khác đi. Cướp chồng người khác á? Cô thử nhìn lại mình xem, chính cô ấy là người đã xem vào cuộc tình của tôi đấy. Mày đi mà hỏi anh ấy xem là anh ấy yêu tao hay là yêu mày. Tao nói cho mày biết nhá, dù mày có nằm trần truồng như nhộng ở trên giường ấy, anh cũng không thèm đâu. Tôi cũng chẳng cần nhá. Bây giờ ấy, tôi chỉ muốn anh ấy trả lại những gì thuộc về tôi thôi. Bây giờ cô bảo anh ấy trả lại, chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ đến gặp anh ấy nữa đâu. Này, mày nghĩ mày là ai mà đòi lấy tiền của chồng tao? Đã thế á, hôm nay tao phải cắt chọc đầu mày cho mày chữa. Cô đừng mà hành hung nhá, có gì từ từ nói. Còn cái cô này nữa, cô ở đâu ra như lôi tôi vào chuyện này đấy hả? Này, không có lôi thôi, cô thật cho khác. Này, cái cô này, tôi đã nói với cô là không được động tay động chân cơ mà. Sao cô cố tình thế nhỉ? Cô mà còn như thế tôi gọi bảo vệ lên đấy. Này, mày là thằng nào mà dám ở đây cản tao? Cái con này nó tranh vợ cướp chồng người khác, thế mà mày có bênh được à? Cô im đi, tôi không biết các cô chuyện gì và tôi cũng không muốn biết. Nhưng mà cô mà còn làm như vậy nữa, tôi không khách sáo đâu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Cô nói như thế mà được. Bây giờ chúng ta sẽ lên công an trình báo cho rõ mọi chuyện nhá. Mày đừng có mà thách tao. May cho mày ấy là có người can nhá. Không ở ngoài là mày không xong với tao đâu, biết chưa? Ôi anh ơi, từ từ đã. Còn cái chuyện gì nữa hả? Chồng thì không đến nỗi nào mà đi giành chồng người khác, để người ta đòi đánh giết kìa. Đúng là không biết nhục mà. Anh này hay nhờ. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh thôi. Tại vì anh đã giúp đỡ tôi. Với cả câu chuyện của tôi như nào ấy, anh đâu có biết mà anh nói như thế. Tôi ấy không cần cái lời cảm ơn từ cô. Và tôi không có nhã hứng nghe những câu chuyện của các cô đâu. Tôi nói thật đấy. Mà ấy, người ta cũng bảo rồi, không nên nghe những loại con gái lăng nhăng kể chuyện. Này, anh đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Tôi không phải loại con gái như thế đâu. Thôi, tốt nhất ấy là cô nên đi đi. Tôi có thể gọi được người tống cổ cô kia đi ấy, tôi cũng có thể gọi được người lôi cổ cô đi luôn đấy. Cô nghe rõ chưa? Tôi cũng chẳng muốn đứng đây làm gì nữa. Sao buồn nôn, tôi tự đi. Đầu tuần là ám quẻ ca mình. Này, mày đến đây làm cái gì đấy? Đừng có nói với tao ấy là mày đeo bám anh Hải đến tận đây nhá. Hôm trước tao vừa cho mày một trận mà mày vẫn chưa chừa à? Tôi không có đến đây để gặp hai người. Tránh ra cho tôi đi. Trả lại cho tôi, có bị làm sao đấy? Hóa ra là mày đi xin việc à? Thế bị công ty cũ đuổi việc rồi à? Chán thật đấy. Cô im đi. Không phải chính cô là người khiến cho tôi bị đuổi việc à? Giả tạo ấy thì nó cũng vừa vừa thôi. Đổi trắng thay đen, mặt cô cũng dày thật đấy. Hai người ấy cẩn thận rồi cũng có ngày bị nghiệp quật đấy. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Mày mà còn mạnh mồm thêm một câu nữa ấy, tao cắt lưỡi mày đấy nhá. Cắt luôn đi cho nó chừa. Bám ra như đỉa ấy, mày đứt cả người ấy. Mày nghe thấy chưa? Anh Hải ấy cũng phát ngán cái bản mặt của mày rồi. Cho nên là ấy, mày bớt tư tưởng với anh Hải đi. Cái loại lèm thèm như mày ấy không xứng với anh ấy đâu. Tôi không xứng á? Thế chắc là cô xứng đấy. Một kẻ hút máu từ những đồng tiền rồi công sức của người khác làm ra. Một kẻ thì tự cho bản thân mình là kẻ giàu có, rồi đi coi thường, làm đủ mọi chuyện để mà hại người ta. Hai người ấy đúng là xứng đôi vừa lứa đấy. Này, tôi ăn bám cô đồng nào mà cô bảo là tôi ăn bám cô? À, cô có bằng chứng không? Mang đây tôi trả lại cho cô. Sao, tôi nói không đúng à? Mày, anh ăn của tôi hay không ấy thì anh tự biết. Tôi vẫn nhớ những ngày anh sụt sùi, anh khóc. Anh gọi điện cho tôi, anh bảo là anh hết tiền rồi. Tôi có thể cho anh một ít được không? Để mà anh có đủ tiền để ăn đấy. Bây giờ tôi nghĩ anh phải quỳ xuống lạy tôi một cái cảm ơn, cũng là quá ít đấy. Mày! Sao? Tôi nói với anh ấy không đúng à? Tôi có khác nào như là bố mẹ của anh đâu. Chăn ấm đệm em, cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nhưng mà cái loại người như anh ấy vẫn vô ơn. Đáng ra sống tết chết dỗ, anh chỉ cần quỳ xuống cảm ơn tôi một câu thôi. Đấy đâu phải là việc gì khó. Này, anh làm gì đấy? Mày muốn lạy phải không? Được rồi, hôm nay nhá, tao cho mày biết ai mới là người phải lạy ai nhá. Mạnh mồm à? Lần này ấy, tao tha cho nhá. Không lần sau ấy, không còn tao mà hút cháo đâu. Đi thôi anh. Cô không sao chứ? Tôi không sao.
chuyện của tôi ấy thì liên quan gì đến anh? Này, tôi thấy cô bị ức hiếp, tôi ở đây hỏi han cô còn gì. Cảm ơn. Người tầm thường như tôi thì làm sao mà dám nhận sự quan tâm với là lòng thương hại của một người cao quý như là anh. Này, cô đang giận cá chém thớt đấy à? Hả? Cô biết thừa đấy là bọn họ đã thuộc dạng tiểu nhân rồi, hơn nữa lại có cái kiểu nói chuyện khích đều người ta nữa. Nhỡ hôm nay mà cô ta không kiềm chế được thì cô định làm nào? Ừ, tôi là người ngu như thế đấy thì làm sao? Làm sao mà anh hiểu được cảm giác của tôi? Anh có biết ấy, là 5 năm tôi còng lưng tôi đi làm việc để nuôi một người mà tôi yêu, để rồi khi anh ta thành tài thì tôi lại trở thành một con giáp thứ 13. Cái cảm giác đau đớn như thế thì làm sao mà anh hiểu được mà anh đứng đấy dạy đời tôi? Này, thế thì cô đi mà trả thù bọn họ, cô đứng đây mắng tôi thì có ích gì? Trả thù á? Đến một công việc ổn định tôi chẳng có thì tôi trả thù bằng cách nào nữa? Mà thôi, tại sao tôi phải đứng đây tâm sự nói chuyện với một người như anh chứ? Đúng điên rồ. Này, không hề điên rồ đâu. Tôi có thể giúp cô trả thù bọn họ đấy. Tôi hỏi thật nhá, người giàu các anh ấy có một cái thú vui quái đản như thế à? Thích cười nhạo trên nỗi đau của người khác như thế à? Tôi đã nói với cô ấy là tôi có thể giúp cô trả thù bọn họ. Mà tôi nói thật nhá, việc cô cần ấy, cô chỉ cần bình tĩnh lại thôi, hạ cái giọng xuống và nói một câu làm ơn. Không bao giờ. Não của ta có vấn đề hay sao? Đóng tê không biết. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Cảm ơn anh đã chiếu cố cho em. Sau này em nhất định sẽ cố gắng hết sức và nỗ lực vì công ty ạ. Cũng có lúc cô lại nói chuyện nhẹ nhàng được như vậy nhỉ? Tại sao anh lại là chủ tịch ạ? Thì hôm qua tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn giúp cô trả thù, nhưng mà hình như là cô không cần thì phải. Cảm ơn chủ tịch, tại vì anh đã nhận tôi vào làm. Nhưng mà đây là chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ là anh không hiểu được đâu ạ. Cô nói tôi không hiểu ý là bởi vì cô không muốn tôi giúp cô, hay là cô vẫn đang còn yêu anh ta, không muốn anh ta bị tổn thương à? Hay là không muốn anh ta bị đau lòng? Đúng là chuyện này là chuyện riêng của tôi, đáng nhẽ ra ngay từ đầu anh không nên xen vào. Nhưng mà tại sao anh cứ muốn tọc mạch vào câu chuyện riêng của tôi như thế? Đúng, tôi rất muốn trả thù, tôi rất muốn rửa nỗi hận này. Nhưng mà tôi muốn làm việc đấy bằng năng lực, bằng khả năng của tôi. Đúng là mấy đứa con gái nghèo ấy, không có gì ngoài lòng tự trọng. Tôi nói cho cô biết này, trên đời này ấy, muốn hạ gục người khác thì trước tiên mình phải giàu hơn họ. Giàu tiền, giàu lực, chứ không phải là giàu lòng tự trọng, cô hiểu chưa? Có thể là anh nói đúng, tôi nghèo, tôi hèn nhát và tôi nhu nhược đấy. Nói thì lại tự ái, nhưng tôi nói cho cô biết này, nếu cô không bỏ được sĩ diện ấy thì cô sẽ không bao giờ thắng được người ta đâu. Cô thấy người yêu cũ cô, anh ta không có một chút liêm sỉ nào cả. Bởi vì sao? Anh ta giàu có hơn cô, anh ta có thể làm cho cô tơi bời bất cứ lúc nào đấy, cô nghe rõ chưa? Anh... Cô gái ạ, cuộc đời này cô nghĩ nó màu hồng như mấy bộ ngôn tình của cô à? Không có đâu, nó rất nghiệt ngã và đau thương đấy. Nếu không trả giá ấy, cô sẽ không bao giờ có được thứ mình cần đâu. Cô vẫn mộng một lần rồi mà cô còn chưa tỉnh à? Vậy thì cô mãi mãi là con run xéo ẩn dưới chân của bọn họ đấy. Thưa chủ tịch, tôi biết là anh giỏi giang, anh giàu có, nhưng mà nếu anh chỉ trả lương cho tôi đến đây để nghe những lời này ấy, thì có vẻ là anh hơi làm quá rồi đấy. Thôi được rồi, cô không nghe đúng không? Tôi sẽ không nói nữa, cô đi về làm việc đi. Cuộc đời mình ấy đúng là xui xẻo thật đấy. Nếu mà biết trước anh ta là làm chủ tịch ấy thì mình đã không làm việc đây rồi. Chủ tịch ạ. Chủ tịch, tại sao anh lại giao cho tôi dự án làm việc với công ty đa gia à? Anh cũng biết giám đốc bên đấy là ai mà. Sao? Đối diện với cả người yêu cũ và tình địch, cô không dám à?
Dạ không phải. Chẳng qua nếu mà cả hai chúng tôi cùng xuất hiện thì dự án này sẽ thất bại mà. Lúc trước cô là người thấp kém hơn họ, bây giờ cô đại diện cho cả một tập đoàn thay mặt tôi để đàm phán, cô sợ gì họ hả? Hay là cô sợ cô không kiềm chế cảm xúc của bản thân chạy đến ôm ấp anh ta? Không phải, tôi hận anh ta. Cô trả thù bằng cách nào? Chửi rủa hay là than trời trách đất? Thực chất ấy là cô quá hèn, cô không dám làm gì anh ta cả. Anh nói như thế là anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh ta ấy đá cô thì cũng phải thôi, vì những người cá tính kia ấy mới xứng đáng để cho anh ta dựa dẫm vào. Còn cô thì sao? Ngày ngày mơ về cuộc sống màu hồng, quá nhàm chán, cô hiểu chưa? Anh thì biết cái gì về tôi cơ chứ? Anh có biết là 5 năm qua ấy tôi đã đi làm khổ sở như nào không? Tôi chỉ được ngủ có mấy 4 tiếng thôi. Tôi làm đủ mọi nghề. Tôi muốn lo cho anh ta một cuộc sống thật là đầy đủ. Mỗi lần mà anh ta gọi về ấy, tôi sẽ cảm giác đầu óc như là rối bời. Tôi phát điên lên được. Tại vì sao? Tôi sợ. Tôi sợ người yêu tôi phải chịu khổ. Nhưng mà anh, nhưng mà anh có biết không? Khi mà anh ta quay về, anh ta đã dắt theo một cô gái khác rồi đứng trước mặt tôi, cười vào mặt của tôi đấy. Dù sao ấy, nếu cô còn như vậy thì không chỉ anh ta, những người đàn ông khác ấy sẽ làm cô buồn theo đúng cách như này đấy. Đương nhiên rồi, đương nhiên là tôi muốn trả thù, không muốn rửa nữa hàng ngày nữa. Nhưng mà tôi có thể làm được cái gì? Cô gái đấy đã đứng trước mặt của tôi, rồi đánh đập, bảo tôi là đi cướp chồng người khác. Anh đi, tôi phải làm gì bây giờ? Alo. Chào anh ạ, chúng tôi liên hệ với anh từ công ty Minh Long. Hình như bên anh muốn đổi người phụ trách phải không ạ? Đúng thế, người phụ trách này đảm bảo phía công ty cô sẽ rất hài lòng đấy. Các cô chuẩn bị phương án đi, bên tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Vâng, cảm ơn anh. Tôi đã liên lạc với cô ấy nhưng mà không được, cho nên mới phải gọi cho anh đấy ạ. Ngày gặp đàm phán, nhất định bên tôi sẽ chuẩn bị món quà thật ý nghĩa cho bên cô. Cảm ơn anh, tôi chưa từng hợp tác với bên nào mà đối tác lại chu đáo như thế này. Nhất định hôm đó tôi sẽ đến ạ. Thực ra tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã sống với bà ngoại của tôi từ nhỏ. Nhưng mà đến lúc mà tôi lên sinh viên thì bà ngoại tôi mất. Lúc đấy chỉ có mỗi Hải là người duy nhất ở bên cạnh tôi. Tôi đã nghĩ là anh Hải sẽ là người thân duy nhất của tôi, cũng như là một người có thể ở bên tôi suốt cả quãng đời này. Xong rồi anh ấy được tu nghiệp, đi làm ăn ở nước ngoài. Còn tôi thì ở đây,
không từ một công việc gì hết. Tôi kiếm tiền, tôi lao đi làm việc như là một con điên. Nhưng mà đến khi mà anh ấy có tiền, anh ấy thành tài rồi thì anh ấy lại rời bỏ tôi. Tôi muốn gặp mặt anh ấy để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng mà anh biết sao không? Khi mà tôi gặp mặt ấy thì anh ta với ở cô gái đấy đã coi tôi như là người thứ ba rồi. Cô ta sỉ nhục, chửi mắng tôi. Và lúc đấy thì tôi gặp anh đấy. Lúc đó tôi đã nói hơi quá với cô. Tôi thực sự xin lỗi. Không sao đâu. Bây giờ cái chuyện đi đánh ghen ấy nó đầy nhan nhản, nên là anh nghĩ như thế cũng đúng thôi. Hôm đấy tôi đi đến hành lang, thấy bọn họ bắt cô quỳ xuống. Tôi thực sự rất bất bình. Tìm hiểu sâu thêm thì tôi mới biết chuyện. Và tôi thực sự muốn giúp cô trả thù bọn họ. Cô tin tôi không? Cô đang nghĩ tôi điên rồ và nhiều chuyện à? Tôi cũng rất muốn nhận được sự giúp đỡ của anh, nhưng mà tôi vẫn còn băn khoăn. Tôi không biết là tại sao anh phải giúp tôi như thế. Rõ ràng ấy là anh cũng còn công việc của anh nữa. Anh cũng phải đắn đo xem anh làm như thế thì có hại gì cho bản thân mình không chứ. Vụ làm ăn lần này nhất định cô không được để thua đâu đấy. Và không được làm tổn hại đến cho công ty. Ngoài việc riêng ra thì đây cũng là việc chung nữa. Tôi sẽ không làm theo cảm tính đâu. Cô hãy tin tôi đi. Còn bây giờ ấy, tôi muốn cô đi về rửa mặt, tập trung vào làm việc đi. Này, mày đến đây làm cái gì đấy? Cô như lỡ hồn bất tán đi, lại còn theo tận đây nữa cơ. Hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác với hai người đấy. Mày bị hoang tưởng đấy à? Mày là cái gì? Mày tưởng mày là ai mà đòi bàn? Này nhá, hôm nay tao đến đây là vì công việc. Mày khôn hồn ý, cút ra ngoài đi. Đừng có mà phá đám chuyện của tao nữa. Mọi người xem qua đi. Cái gì? Sao cô là đại diện nữa? Tôi chính là món quà mà chủ tịch muốn dành tặng cho hai người đấy. Sao? Hai người không cảm thấy đủ tự tin để làm việc với tôi à? Nếu thế thì thôi vậy. Mày cũng giỏi đấy. Chắc là tốn nhiều đêm leo lên giường đàn ông lắm mới được chứ gì. Cô im đi. Cô đừng tưởng là ai cũng giống như mình. Phương án lần này ấy, hai người hãy tự xem và tự quyết định đi. Tôi nhất định sẽ không nhân nhượng đâu. Mày đấy, để tao xem hôm nay ấy, mày ăn nói thế nào với chủ tịch. Tôi là chủ tịch đây, có chuyện gì? Dạ, chào chủ tịch, tôi là Bảo Linh ạ. Tôi đang bàn bạc với cô ta thì tự nhiên cô ta nổi điên lên, xé hết cả tài liệu rồi ném vào mặt tôi ạ. Vậy thì sao cô không biến thành hiện thực đi, còn đứng đấy làm gì nữa? Xong, mọi chuyện coi như hòa. Bây giờ chúng ta có thể ngồi bàn bạc được chứ? Anh là Hải à? Vâng, tôi là Hải. Tôi là chồng sắp cưới của Bảo Linh. Tôi nói luôn này. Một là anh trả lại toàn bộ số tiền mà Tường Sang đã gửi cho anh khi anh đang ở nước ngoài. Hai là tôi sẽ thu mua lại công ty của anh. Ok. Chủ tịch, anh đừng có nghe cô ta nói linh tinh, cô ta đang lừa anh, anh đừng đùa như thế chứ. Đúng vậy đấy ạ, cô ta ấy thực chất là một con điên và xảo quyệt.
cô dẫn anh Hải không được nên là bịa đặt chuyện đấy ạ. Đây là bằng chứng của bạn bè và những người đã giúp Tường San gửi tiền cho anh khi anh đang ở nước ngoài. Còn có cả bằng chứng trước đây anh và cô ấy yêu nhau. Tôi đều có cả đấy. Cô Linh, cô biết thừa hắn ta là cái loại cha nam bám váy phụ nữ, vậy mà cô vẫn hùa vào để bắt nạt cô ấy. Cô có tiền mà dường như trí thông minh và bản lĩnh của cô chẳng có một tí nào luôn. Vậy thì làm sao tôi có thể hợp tác với cô? Hả? Chủ tịch, anh đừng có tin lời cô ta. Nếu mà anh không tin thì anh có thể đến công ty cũ của cô ta để hỏi ạ. Thôi đi, chuyện đấy là do cô dựng lên để hại tôi mà. Tôi cho anh một tuần để anh trả lại số tiền mà Tường San đã đưa cho anh khi anh đang ở nước ngoài. Hoặc không, cô ấy sẽ tiếp quản công ty của hai người. Tường San, anh cho anh xin lỗi nhé. Thật sự là trước kia anh đã sai với em rồi. Bây giờ em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em. Anh định bù đắp cho cô ta kiểu gì? Anh hãy chấp nhận đi. Ở trên đời này không phải là hai người cứ làm gì sai rồi xin lỗi thì sẽ được người ta tha thứ đâu. Cũng đến lúc hai người phải trả giá rồi đấy.